Hành trình 20 năm, Deck biết gì cũng tiến. Cuối năm 1998, FPT Software ra đời từ giấc mơ của những thanh niên Việt Nam khát khao tiên phong, mang trí tuệ Việt vươn ra thế giới trong điều kiện đất nước còn nghèo nàn lạc hậu. 13 người đầu tiên mang theo sứ mệnh đẩy con thuyền xuất khẩu phần mềm ra khơi. Mối quan hệ hạn hẹp, không kiến thức kinh doanh, không kinh nghiệm quốc tế, hành trình Deck biết gì cũng tiến của đội quân FSoft bắt đầu với hàng loạt thử thách và bài học. Chương 1. Xuất hay là chết? Tại hội nghị chiến lược ở Đồ Sơn tháng 10 năm 1998, Chủ tịch Trương Gia Bình công bố khởi động giai đoạn toàn cầu hóa của FPT với sự dịch chuyển trọng tâm sang xuất khẩu phần mềm, với niềm tin kiên định rằng sự nghiệp phần mềm sẽ nắm giữ một tương lai hứa hẹn và tự lực. Ngày 31 tháng 12 năm 1998, FSU 1, đội quân Viễn Chinh được thành lập với văn phòng riêng tại 23 Láng Hạ, cùng với Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Lâm Phương, Nguyễn Khắc Thành, còn có Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đắc Việt Dũng, Trần Xuân Khôi, Vũ Xuân Hạ, Bùi Chí Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Đức Quỳnh. Một năm sau, hội nghị lãnh đạo FPT tiếp tục cụ thể hóa chiến lược xuất khẩu phần mềm qua chương trình hành động Anh Dũng tiến lên toàn cầu hóa. Tháng 10 năm 1999, FPT chúc mừng cho những đồng đô la đầu tiên từ bên kia đại dương rơi vào túi. Dự án LiveServe của Nguyễn Đức Quỳnh được khách hàng trả tiền. Tháng 11 năm 1999, FPT mở văn phòng tại India. Chị Bùi Hồng Liên làm giám đốc, phó giám đốc là Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Đức Quỳnh phụ trách công nghệ. Tháng 1 năm 2000, mở văn phòng tại San Jose, FPT tổ chức lễ xuất quân hoành tráng. Trần Văn Hùng, Lê Hồng Sơn, Khúc Trung Kiên, Bùi Hồng Liên, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đức Quỳnh là những nhân viên FSoft đã biến giấc mơ cắm cờ FPT bay phấp phới khắp Nam Châu thành hiện thực. FPT làm nên hàng tiết lớn, cộng sản xâm chiếm thung lũng hòa vàng của báo chí Silicon Valley. Tháng 3 năm 2000, anh Nguyễn Thành Nam và Phan Dương Đạt đi tìm hiểu phương thức đào tạo nhân viên mới của Tata tại Trivandrum, Ấn Độ. Cả hai bị bắt quả tang đang quay phim các tài liệu trong thư viện, trở thành nhân viên FSoft đầu tiên làm gián điệp bị bại lộ. Tin này sau đó còn được Tata đồn thổi khắp Silicon Valley. Khi FPT theo làn sóng toàn cầu hóa, cuộc đời của Nguyễn Thành Nam và các thủy thủ đoàn FPT Software bước sang một trang khác. Nhiều lời bình phẩm, khen chê, đánh giá của đồng nghiệp, của cấp trên, cấp dưới, của khách hàng và cả những người không quen biết gửi đến. Rất nhiều người tin tưởng, ủng hộ, nhưng cũng không ít lời nói thẳng, bọn ngu dốt đốt tiền. Làn sóng toàn cầu hóa lần đầu của FPT thất bại. Hai văn phòng ở Ấn Độ và Mỹ không kéo về được hợp đồng như dự tính và đã tan sau vài năm hoạt động. Phần lớn những gì FPT thu lượm được ở lần xuất chinh đầu tiên chỉ là những bài học. Chương 2. Đồng dù. Vào thời điểm năm 2000, giấc mơ của FPT Software tan nhanh như bong bóng xà phòng. Thị trường Silicon Valley quá khắc nghiệt mà là lúc chợ chiều vì dotcom sụp đổ. Anh Bình bảo đi Nhật. Nam có biết tiếng Nhật không? Em không biết. Anh cũng không biết. Nhưng vẫn phải đi. Nhờ thác số vượt cầu của Bình, FPT câu được khách hàng NTT IT. Để thử, NTT IT gửi sang một đoạn code C ngắn, bảo code thử. May mà Trần Xuân Khôi và Trần Việt Bình vượt qua được. Sau đó là thách thức thật sự, vì nguồn lực tiếng Nhật hiếm. Nhờ cơ duyên, chị Quách Liễu Hoàn khi đó đang làm việc tại khách sạn Nico đã phỏng vấn tham gia FPT. Chị Hoàn trở thành tổ nghề cho những ai làm phần mềm cho Nhật, nghề Compter. Tiếp đó, anh Nam kéo Tạ Anh Thắng đang làm dở tiến sĩ ở Nhật Bản về cùng với Phạm Hùng mở ra trung tâm đào tạo tiếng Nhật cho lập trình viên, lấy tên là Đông Dung. FPT cử cán bộ nòng cốt lúc đó là chị Bùi Thị Hồng Liên tham gia chương trình đào tạo của chính phủ Nhật Bản AOTS, sang Nhật 6 tháng, 3 tháng học tiếng và 3 tháng thực tập tại công ty Nhật. Giữa năm 2004, công việc với Nhật thuận lợi, FPT quyết định mở văn phòng. Quách Liễu Hoàn khi đó mới sinh con xong, Bùi Hồng Liên vừa mới hoàn thành chương trình đào tạo, trở thành những nữ tướng đầu tiên đặt nền móng cho cơ ngơi FPT tại Nhật Bản. Cơn gió đông du tạo ra những nhịp sóng đầu tiên. Tháng 11 năm 2005, FPT thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn FPT Software Nhật Bản, công ty công nghệ đầu tiên ở Nhật 100% vốn Việt Nam. Bùi Thị Hồng Liên là tổng giám đốc. Tháng 2 năm 2006, FPT Japan ký hợp đồng đầu tiên với NSSOL và đã đứng được trên đôi chân của mình. Chương 3. Toàn cầu hóa lần 2.
Tháng 3 năm 2006, sau 2 năm kiên trì chiến đấu và chờ đợi, FPT Software ký hợp đồng phần mềm lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm đó, trị giá 6,4 triệu đô la với tập đoàn Petronas. Dự án kéo dài 20 tháng với hơn 400 người tham gia, huy động lực lượng cả ba miền Bắc Trung Nam. Hợp đồng đánh dấu lần đầu tiên FSoft tham gia với vai trò tổng thầu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp toàn cầu hóa của FPT. FPT Software không quá khó khăn để thành lập tiếp chi nhánh thứ hai ở Singapore. Ngày 13 tháng 3 năm 2007, FPT Singapore FAPAC ra đời trong khí thế hừng hực của thủy triều lên. Đến cuối năm 2008, giấc mơ nước Mỹ của FPT trở lại. Người gõ cửa Bùi Hoàng Tùng, một trong năm phi công vũ trụ đầu tiên đến Mỹ, nhận sứ mệnh gây dựng lại thị trường cho FPT ở xứ sở cờ hoa trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới lan rộng toàn thế giới. Song, với niềm tin trong khủng hoảng cũng có những cơ hội tốt, nếu biết tận dụng thì sẽ thành công. Anh Tùng trở lại Mỹ với một diện mạo mới, năng lực mới, tầm vóc mới nhưng không khác với năm 2000 ở niềm tin chiến thắng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tháng 10 năm 2008, công ty FPT tại Mỹ, FUSA được thành lập. Chỉ trong 5 năm sau đó, FPT Software đã hiện diện tại những trung tâm tài chính lớn của thế giới, lần lượt mở chi nhánh tại Singapore, châu Âu, Mỹ, Australia, Malaysia, đánh dấu FPT bước vào làn sóng toàn cầu hóa lần thứ hai. Chương 4. Chuyển mình. Ngay đầu năm 2012, FPT Software tái cấu trúc tổ chức, bước sang một giai đoạn mới tăng trưởng mạnh mẽ với mục tiêu trở thành công ty phần mềm Việt Nam đầu tiên đạt doanh số trên 100 triệu đô la và 5.000 lập trình viên vào năm 2013. Tháng 6 năm 2014, lịch sử ngành công nghệ thông tin Việt Nam có thương vụ M&A đầu tiên khi FPT hoàn tất việc mua lại công ty AWE IT Slovakia thuộc tập đoàn AWE Đức. Tháng 7 cùng năm, AWE IT Slovakia đổi tên thành FPT Slovakia, chính thức ghi dấu bước chân của FPT cũng như FPT Software trên nấc thang toàn cầu hóa. FPT Software như vận động viên vượt rào, lần lượt cán đích các mốc kế hoạch đặt ra. Năm 2015, FPT Software là công ty phần mềm Việt Nam đầu tiên đạt 200 triệu đô la và đạt 10.000 nhân viên vào năm 2016. Năm 2018, ghi nhận mốc doanh thu gần 400 triệu đô la với mức tăng trưởng lợi nhuận trên 30% so với năm 2017. Các thị trường nước ngoài ở 16 quốc gia đều hoàn thành chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận và có tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Năm 2018, năng suất lao động tăng hơn 10% so với năm trước, tương đương với mức tăng trưởng năng suất của 3 năm trước đấy cộng lại. Số lượng khách hàng nằm trong Top Fortune 500 ngày càng dài ra. Cùng với sự tăng trưởng nhanh về doanh thu và nhân sự, FPT Software tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, các campus Fville 1-2 ở Hà Nội, F-Complex ở Đà Nẵng, F-Town ở Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp được xây dựng. Song song, các ký túc xá ở Nhật Bản cũng đầu tư cho các on-siter. FPT Software đang tiến ra biển lớn với thế và lực khác so với thời điểm 1999. Tháng 7 năm 2018, FSoft đã công bố hoàn tất thương vụ M&A lịch sử với Intel Lainet, một trong những công ty tư vấn công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ. Theo đó, FSoft mua 90% cổ phần, trở thành nhà đầu tư chiến lược của Intel Lainet. Đây là lần đầu tiên một công ty công nghệ thông tin Việt Nam mua một công ty tư vấn của Mỹ. Trong cuộc cách mạng 4.0, FPT FSoft là công ty Việt Nam tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, di động. FPT cũng là doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để tạo nên các nền tảng công nghệ số tiên tiến nhất như GE, Predix, Siemens, MySphere, Airbus, Skywise, Amazon, AWS. Hơn 2.000 người FSoft đã trở thành công dân toàn cầu khi an cư lạc nghiệp tại các quốc gia mà phần mềm FPT đặt trụ sở, kiên định giấc mơ mang trí tuệ Việt ra thế giới. Ở ngưỡng cửa 20, FPT Software đã sẵn sàng vươn mình xứng tầm đẳng cấp thế giới.